Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự 49 giờ 45 phút thứ năm ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 11 thông qua 7 nghị quyết quan trọng. Xóa bỏ tâm lý thờ ơ với việc tiêm vaccine mũi 4 phòng COVID-19. Khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải và hai người khác có hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương, các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban chỉ đạo, thủ trưởng các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí tỉnh ủy viên cùng đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành cấp tỉnh. Sau 10 năm thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương năm khóa 11, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được cấp ủy các cấp lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả quan trọng, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, cộng đồng quốc tế ghi nhận. Từ năm 2012 đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố điều tra 19.546 vụ trên 33.868 bị can, truy tố 16.699 vụ trên 33.037 bị can, xét xử sơ thẩm 15.857 vụ trên 30.355 bị cáo về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế. Cơ quan thi hành án dân sự các cấp đã thu hồi 61.000 tỷ đồng tài sản tham nhũng, đạt tỷ lệ 34,7%. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong 10 năm qua, nhờ làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh và đối ngoại, đặc biệt là góp phần lấy lại và củng cố niềm tin của nhân dân, bác bỏ luận điệu sai trái của các thế lực xấu thù địch, chống đối, cho rằng đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm là đấu đá nội bộ, phe cánh. Đối với các giải pháp trọng tâm thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trước hết là sự gương mẫu quyết liệt, nói đi đôi với làm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện thể chế để không thể tham nhũng tiêu cực, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu tác động, không trong sáng của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ra khu vực ngoài nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng từ những kết quả và kinh nghiệm đạt được trong thời gian qua, tham nhũng tiêu cực nhất định sẽ bị ngăn chặn, đẩy lùi, góp phần xây dựng đảng nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu, sự mong đợi của nhân dân. Chiều nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề
Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành địa phương và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 diễn ra trong bối cảnh cả tỉnh tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm phục hồi kinh tế và đây cũng là năm đầu triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và năm đầu triển khai đầu tư công trung hạn 5 năm, định hướng quy hoạch phát triển tỉnh 5 năm và 10 năm. Do đó cần hoàn thiện cơ sở pháp lý để phân bổ nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư công, chủ trương đầu tư dự án công trình theo phân bổ chính phủ và các chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư phát triển 5 năm, 10 năm của Quốc hội và Chính phủ. Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 tổ chức kỳ họp thứ 6 để tập trung xem xét thảo luận quyết định đối với 3 nhóm nội dung về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, quyết định chủ trương đầu tư đối với 2 dự án và kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm các chương trình mục tiêu quốc gia. Nghiên cứu sau thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu sâu kỹ pháp lý, cơ sở pháp lý và bám sát thực tiễn của địa phương để cân nhắc sự tác động ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và các đối tượng khác có liên quan, khả năng cân đối nguồn lực thực hiện và tính khả thi của nghị quyết để thảo luận, tham gia ý kiến chất lượng, sát đúng, làm cơ sở cho Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét ban hành các quyết sách đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu, góp phần khơi thông nguồn lực, thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp và văn minh. Tiếp đó, lãnh đạo các Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính đã báo cáo tóm tắt 7 tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Trên cơ sở báo cáo của Ban Văn hóa Xã hội và Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh về kết quả thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 7 nghị quyết gồm quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước đầu tư trung hạn và hàng năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trương đầu tư dự án xây mới và nâng cấp cải tạo trung tâm y tế huyện Ninh Phước và Bắc Ái, chủ trương đầu tư dự án nâng cấp sửa chữa hồ chứa nước Trà Co và Phước Nhơn, phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương, bổ sung có mục tiêu và kinh phí ngân sách địa phương đối ứng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh, 7 nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp lần này đã kịp thời cụ thể hóa quy định của pháp luật và các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, tạo cơ sở pháp lý cho công tác tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2022 và các năm tiếp theo, góp phần tạo động lực và khơi thông các nguồn lực nhằm đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện các dự án công trình, bảo đảm các điều kiện về cơ sở pháp lý, cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ an sinh xã hội, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, đảm bảo các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao nhất. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần có sự kiểm tra giám sát để đạt kết quả tốt nhất, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đây là những nội dung quan trọng trong công tác phân bổ nguồn lực có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, cần có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo đạt kết quả tốt nhất, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần đưa các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm đi vào thực tiễn đời sống xã hội. Sau kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết,
tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương, tranh thủ hỗ trợ, đảm bảo các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, chất lượng các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm vào 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, rà soát giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiêm túc, đúng pháp luật và có hiệu quả. Chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Chiều nay, Cục Thống kê tỉnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự có lãnh đạo các sở ban ngành và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh. 6 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng toàn tỉnh đạt 3,09%, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,88% so cùng kỳ, đóng góp 1,3% vào mức tăng chung. Vụ đông xuân 2022, diện tích gieo trồng cây hàng năm trên toàn tỉnh đạt 31.033,4 hectare, tăng 1,6% so cùng kỳ. Hoạt động thương mại dịch vụ vận tải tiếp tục sôi động, nhu cầu hàng hóa phục vụ sản xuất tăng, nhu cầu tiêu dùng. Du lịch dịch vụ có dấu hiệu khởi sắc và phục hồi mạnh mẽ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 15.736 tỷ đồng, tăng 20,9% so cùng kỳ. Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 1,6 tỷ đồng, tăng 22,6%, vận tải hành khách đạt 2,8 triệu lượt khách vận chuyển. 6 tháng đầu năm 2022, Ninh Thuận có 269 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký hơn 11.515 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, hoạt động giáo dục tiếp tục được quan tâm. Tình hình dịch COVID-19 tại Ninh Thuận được kiểm soát tốt. Đời sống nhân dân ổn định, công tác an sinh xã hội được quan tâm triển khai đồng bộ. Tại cuộc họp báo, lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh đã trả lời các câu hỏi của phóng viên, các cơ quan báo chí để làm rõ hơn các chỉ số liên quan đến số liệu thống kê về tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, nhất là nguồn thu ngân sách, các số liệu liên quan đến ngành điện và ngành du lịch trong 6 tháng đầu năm 2022. Sáng nay, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với chi nhánh Viettel Ninh Thuận đã đến thăm và hỗ trợ tiền cho gia đình chị Nguyễn Thị Diễm Kiều ở thôn Gò Gũ, xã Hồ Hải, huyện Ninh Hải. Gia đình chị Kiều có con gái là Lê Thụy Quỳnh Trân, mắc bệnh u quái vùng hầu họng, chèn ép đường thở. Bé đã điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 ở thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội. Mặc dù tình hình sức khỏe của bé không còn nguy kịch, nhưng đây là bệnh hiểm nghèo, cần nhiều thời gian để điều trị và chi phí rất tốn kém. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Nguyễn Thị Diễm Kiều, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh và chi nhánh Viettel Ninh Thuận đã đến thăm hỏi động viên và tặng 10 triệu đồng để gia đình có thêm điều kiện chữa bệnh cho bé Quỳnh Trân. Hiện nay, dịch COVID-19 cơ bản đã được khống chế. Vì thế, nhiều người có tâm lý chủ quan, biểu hiện rõ nhất là thờ ơ với việc tiêm vaccine mũi 4. Tại huyện Bắc Ái, mặc dù chính quyền đã tìm mọi cách vận động, thuyết phục, nhưng một bộ phận người dân vẫn chưa chịu tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 2. Nhận được thông báo, gia đình chị Bi Năng Thị Gem ở xã Phước Thắng, huyện Bắc Ái đã chủ động đến trạm y tế tiêm vaccine mũi 4 phòng dịch COVID-19. Chị không hề lo ngại, bởi đây là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình trước những biến chủng mới của COVID-19. Tạm nói đi tiêm mũi 4 là xung phong đi à, không có ngại ngùng cái gì hết. Tiêm mũi 3 rồi bình thường, không có sao gì hết, thì tiêm thêm mũi 4 rồi thấy tốt hơn, an toàn hơn. Tuy nhiên không phải ai cũng có suy nghĩ như chị Gem. Mất gần một tuần, anh Bi Năng Nhua, trưởng ban công tác mặt trận thôn Ma Oai, xã Phước Thắng, mới thuyết phục được gia đình bà Ca Giá Thị Khí đồng ý tiêm vaccine mũi 4. Sau đó anh Nhua đã báo trạm y tế cử nhân viên đến tận nhà để tiêm vaccine cho bà Khí. Họ có biểu lý do này lý do kia, rồi sức khỏe trong người rồi không có đủ sức khỏe để mà đi tiêm. Cuối cùng ban quản lý thôn cũng ra nhà chở, chở đi xong rồi chở về.
Để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, Ủy ban nhân dân xã Phước Thắng đã huy động cả hệ thống chính trị, tìm dân, bám dân để vận động và hỗ trợ tối đa để người dân được tiêm vaccine mũi 4. Giải pháp tiêm lưu động hoặc chở người dân đi tiêm vaccine đã phát huy hiệu quả. Chỉ sau một tuần, đã có 238 người được tiêm vaccine mũi 4 phòng COVID-19. Bám vào cái tình hình thực tế của người dân tại địa phương là những cái trường hợp nào đi đến trạm tiêm được, vận động được và trường hợp nào là không đi đến trạm được thì là sắp xếp và thông tin cho trạm y tế để mà trạm y tế sắp xếp lên kế hoạch đi trực tiếp để mà tiêm làm sao cho đảm bảo. Hiện nay tất cả các địa phương trên địa bàn huyện Bắc Ái đều tìm dân, bám dân để tiêm vaccine. Thế nhưng tâm lý chủ quan thờ ơ của người dân vẫn là rào cản lớn. Lớn tuổi lại mắc nhiều bệnh nền, nhưng ông Ca Tơ Tinh ở thôn Suối Rớ, xã Phước Chính vẫn không chịu tiêm vaccine mũi 4, mặc cho cán bộ thôn đã nhiều lần tuyên truyền vận động. Nay là trên 60 mấy tuổi rồi, cho nên là mình không quan tâm đến điều đó nữa. Mà tôi chỉ cần nó là ba mũi đó, dù bệnh nhiều bệnh ít mà tôi có đủ ba mũi trong cơ thể. Thế thôi. Xã Phước Chính có 1.091 đối tượng cần tiêm mũi 4. Qua bám dân vận động thuyết phục, đã có 69 người đồng ý cam kết tiêm vaccine mũi 4. Nhưng thực tế chỉ có 54 người hoàn thành tiêm mũi 4, số còn lại đã thay đổi ý định. Do một bộ phận người dân trên địa bàn huyện Bắc Ái đi lao động ở tỉnh khác, còn người ở địa phương thì thờ ơ nên tiến độ tiêm vaccine mũi 4 phòng COVID-19 rất chậm. Đến thời điểm này, toàn huyện mới chỉ có 950 người hoàn thành tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19, đạt tỷ lệ 15%. Chúng tôi chỉ đạo cho các xã, để xã họ chỉ đạo cho các thôn ấy là đến từng hộ gia đình để thuyết phục họ và chở họ đến các địa điểm tiêm. Và những cái hộ mà ở xa mà trạm y tế, thì chúng tôi chỉ đạo cho bộ phận y tế là đến cái tận thôn đó để tiêm cho đối tượng này. Tiêm vaccine mũi nhắc lại phòng COVID-19 là điều kiện tiên quyết để mọi hoạt động xã hội trở lại trong điều kiện bình thường mới. Do đó, nỗ lực tìm dân, bám dân, chở dân đi tiêm vaccine đang được huyện Bắc Ái triển khai đồng loạt. Đây là giải pháp mà các địa phương trên địa bàn huyện Bắc Ái triển khai để đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 1 tháng 7 năm 2022, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 chính thức diễn ra. Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được ngành giáo dục cùng các địa phương hoàn thành các khâu từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và sẵn sàng cho một kỳ thi an toàn nghiêm túc. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số điểm thi trên địa bàn thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn là 250 học sinh, nhưng thí sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023 tại trường lên đến 633 học sinh. Do thí sinh đăng ký nhiều hơn mọi năm, ban giám hiệu nhà trường đã bố trí 30 phòng thi và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên coi thi, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi giúp các em có tâm lý thoải mái trong làm bài thi. So với các cái trường khác, thì trường chuyên Lê Quý Đôn sẽ có một cái ngày thi riêng cái môn chuyên là ngày 3 tháng 7. Về chuẩn bị thì chúng tôi đã chuẩn bị toàn bộ vì đây là cái cơ sở mới cho nên nó cũng thuận tiện là cơ sở vật chất rất là đầy đủ, rất là tốt. Và các cái phương tiện, các cái phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự là chúng tôi đã bố trí và phân công rất là rõ ràng. Đối với trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi, năm nay do trường đang xây mới nên 527 thí sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10 của trường được tổ chức thi tại trường Trung học Cơ sở Trần Phú với 22 phòng thi. Sau khi tiếp nhận điểm thi, ban giám hiệu trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi đã họp phân công nhiệm vụ coi thi, giám sát thi, tổ chức phương án bảo vệ trong và ngoài phòng thi, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho thí sinh tham gia kỳ thi. Sau khi mà đi kiểm tra tình hình cơ sở vật chất ở đặt tại cái điểm thi trung học cơ sở Trần Phú này thì nói chung là các phòng thi cũng đã chuẩn bị đầy đủ, tức là số lượng bàn ghế cho cán bộ coi thi rồi bàn ghế cho thí sinh, thực hiện cái giãn cách đúng 1,2 mét so với quy định thì cũng đã thực hiện tốt. Chúng tôi với vai trò chức năng là bảo an ninh trật tự và bảo vệ tốt các cái kịp bảo vệ tốt điểm thi. Thì trước tiên là đối với lại đề thi thì chúng tôi được giao là trách nhiệm là phải đảm bảo tuyệt đối.
Thứ hai nữa, về an ninh trật tự thì qua kiểm tra các cái địa điểm của điểm thi, đồng thời là báo lại cho chủ điểm thi có cái phương án, đồng thời bảo vệ tốt trong cái quá trình thực hiện thi của các cháu. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 được tổ chức từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 3 tháng 7 năm 2022 tại 16 điểm thi trên toàn tỉnh với 5.990 thí sinh đăng ký dự thi. Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, bên cạnh các phương án tổ chức tại các điểm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận đã tổ chức hội nghị hướng dẫn công tác coi thi cho các giáo viên với mục tiêu tất cả thành viên tham gia phục vụ kỳ thi phải nắm vững quy chế, quy định, rõ nhiệm vụ, coi thi nghiêm túc nhưng không gây căng thẳng cho thí sinh. Để mà góp phần tổ chức cái thành công của kỳ thi đấy, thì chúng tôi cũng đề nghị các cái địa phương, ủy ban dân các huyện, thành phố và các xã phường nơi đặt điểm thi thì cũng hỗ trợ giúp đỡ trong cái việc là kiểm tra đôn đốc các cái mặt về cái công tác chuẩn bị và hỗ trợ về các cái phương tiện thiết bị nếu mà có cái nhu cầu, đặc biệt là đảm bảo làm sao cái an toàn trong về mặt giao thông và an toàn về phòng dịch, về công tác dịch bệnh, và làm sao hỗ trợ các cái thí sinh những cái nơi có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo cho cái công tác kỳ thi được trọn vẹn, được an toàn, nghiêm túc. Với sự chuẩn bị chu đáo của ngành giáo dục, sự vào cuộc của các cấp ngành, chính quyền, các địa phương, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 sẽ diễn ra an toàn, nghiêm túc, đánh giá đúng chất lượng dạy và học đối với học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 30 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét khẩn cấp đối với ông Võ Thể, sinh năm 1969, trú tại khu phố Khánh Giang, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Hải, hiện là Phó trưởng Ban Dân vận huyện ủy Ninh Hải. Ông Diệp Minh Xuân, sinh năm 1968, trú thôn Nhuận Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Nam. Ông Trần Anh Tuấn, sinh năm 1983, trú tại khu phố 3, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, nguyên Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Hải, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện. Ông Trương Trọng Duy, sinh năm 1978, trú tại khu phố Khánh Hiệp, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ninh Hải, hiện đang là Chủ tịch Hội Nông dân huyện, để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo khoản 2, điều 229 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo hồ sơ của cơ quan công an, từ năm 2015 đến năm 2019, ông Trần Anh Tuấn và Trương Trọng Duy tham mưu cho ông Võ Thể, khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Hải, ký ban hành các quyết định cho 7 trường hợp thuê hơn 9.000 m2 đất trái quy định trên địa bàn huyện Ninh Hải, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 9 tỷ đồng. Riêng ông Diệp Minh Xuân với chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Nam, từ năm 2015 đến năm 2020, đã cho 37 trường hợp thuê hơn 11.000 m2 đất phi nông nghiệp, khu vực cảng Cà Ná mở rộng, sai quy định, không thông qua đấu giá, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,7 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Chương trình thời sự 49 giờ 45 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về dự báo thời tiết.